Chào mừng bạn đến với thị trấn Hermanus, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở Nam Phi, được đánh giá là nơi xem cá voi tốt nhất trên thế giới. Quý khách di chuyển lên du thuyền, ra vịnh và đợi chờ cơ hội được tận mắt chứng kiến loài động vật có vú lớn nhất thế giới nổi lên giữa biển khơi. Với thân hình đồ sộ và những cú nhảy uyển chuyển, cá voi luôn khiến chúng ta kinh ngạc. Chúng ta dường như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của những sinh vật biển kỳ diệu. Hy vọng những hình ảnh và âm thanh vừa rồi đã mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ này nhé!